ngày 10 tháng 9, ông Cao Đình Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên cho biết đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên Môi trường thành phố Tuy Hòa phối hợp các bên liên quan khẩn trương kiểm tra, báo cáo nguyên nhân cá chết nhiều ngày ở hồ điều hòa Hồ Sơn, phường 5, thành phố Tuy Hòa. Theo thông tin từ người dân, tình trạng cá chết hàng loạt xảy ra khoảng 3 đến 4 ngày nay. Ban đầu, cá bất ngờ chết nổi lên rất nhiều, có những vùng mặt nước gần bờ cá nổi la liệt trôi dạt vào bốc mùi hôi thối. Sáng nay, tình trạng cá chết vẫn tiếp tục diễn ra khá nhiều. Đa số cá chết đều khá lớn, chủ yếu cá rô phi, cá dọn bể, trọng lượng ước tính từ 0,3 đến 0,5 kg, nhiều con lên đến 1 kg. Người dân sống gần đây cho biết, tình trạng cá chết có thể do nguồn nước hồ bị ô nhiễm nặng hoặc do bị nước mặn xâm nhập. Một thì nước ô nhiễm, mà nếu không ô nhiễm thì nước mặn. Yeah. Mà nước mặn thì có sao nói vậy, cái hồ này nó có 3 cái cửa, 4 cái cửa dưới kia. Mà đúng ra nước mặn thì anh phải đóng cửa lại. Để chi? Thứ nhất là anh giữ cái môi trường nước. Thứ hai nữa là anh bảo vệ được cái con cá. Còn đây anh làm ra cái cửa mà anh không đóng cánh cửa. Thì anh làm cánh cửa để làm gì? Theo một lãnh đạo Phòng Tài nguyên Môi trường thành phố Tuy Hòa, trước mắt, đơn vị chức năng đã kiểm tra và nhận định ban đầu cá chết ở hồ điều hòa Hồ Sơn là do sốc nước giữa nguồn nước mặn do thủy triều biển dâng cao và nước ngọt do mưa từ đầu nguồn về. Tuy nhiên, vị này cho rằng nguyên nhân chính thức cần phải đợi các ngành chức năng lấy mẫu gửi đi xét nghiệm cụ thể